Hello, xin chào tất cả các bạn. Khoảng đúng một tháng, hơn một tháng một tí nữa là chúng ta bắt đầu vào kỳ thi Cam Go GPT tháng 12. Sa, kyo wa desu ne, N2 no gui de gozaimasu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tiếp theo series 100 từ vựng quan trọng nhất của trình độ N2. Đó, và hôm nay là buổi thứ 19. Nghe chưa? Rồi, mọi người ơi, chúng ta bắt đầu vào từ vựng N2. Buổi số 19. Nào, Lâm Bình ơi, câu đầu tiên đi. Câu 61 này. Kare wa watashi ga densha ni oki wasureta kasa o motte oi. Rồi gì nữa? Kite kureta. Nè. Vậy đây là một câu hỏi. Các bạn làm đi. Đâu là động từ phức đúng trong trường hợp này? Oikakeru, oikoshite, oidashite hay là oiharatte? Nghĩ xem. Anh ấy thì sao ạ? Cầm cái gì? Cầm cái ô như thế nào? Cái mệnh đề bổ nghĩa nói ô như nào? Cái ô mà tôi đã để quên trên tàu điện. Anh ta cầm cái ô mà tôi đã để quên trên tàu điện và đuổi gì đến? Đó. Nó sẽ phải là phần án mấy? Nó sẽ là ôi. Kakeru, né? Oi kakeru là đuổi để kịp ai đó hay là cái xe nào đó, đúng không ạ? Đuổi kịp đuổi tới là oi kakeru, các bạn nhớ nhé. Còn những thằng còn lại chúng ta cực kỳ phải chú ý này. Oi kosu, cái từ kosu là gì ạ? Cái chữ Việt đấy, vượt qua xe nào đó, chạy qua ai đó. Đó, đuổi vượt qua nhé. Mà rõ ràng câu chuyện này tại sao không phải đuổi vượt qua được, bởi vì người ta cầm ô mà. Mình để quên ô đúng không? Người ta cầm ô mang đến cho mình mà. Thì người ta vượt qua mình làm gì đúng không? Phải đuổi gặp mình, đuổi đến mình để đưa lại cái ô cho mình đúng không? Ôi đa sự. Đố các bạn biết ôi đa sự và ôi hà đạo nó đều có nghĩa là đuổi ra. Nhưng nó khác nhau thế nào? Ôi hà đạo là xua đuổi tà ma, xua đuổi động vật, xua đuổi mọi thứ không tốt đến với mình. Nhưng ôi đa sự, cái đa sự là gì? Đẩy ra ngoài, đuổi ai đó ra khỏi đâu đó. Đuổi đứa con hư ra khỏi nhà chẳng hạn, hãy đuổi ai đó, đuổi kẻ trộm hay là đuổi người phù sinh sợ, người không biết rõ danh tính ra khỏi công ty chẳng hạn, là ôi đa sự nhá, đuổi ra khỏi đâu đó. Đó là bốn từ khá là quan trọng liên quan đến cái động từ phức ôi này, ôi cái kia, ôi cả cô sự, ôi đa sự và ôi hà đạo, các bạn nhớ nghĩa nhá. Tiếp theo này, câu 61 62, xin mời. Kyūjitsu ni volunteer kasudo o surukoto de sukoshi demo shakai bacham bacham shitai to kangaeteiru. Thực ra với câu này đúng không ạ? Nào suy nghĩ xong chưa các bạn? Koken koka kuhu hay là shisho. Thực ra câu này kể cả nhá, chúng ta không hiểu quá hiểu ý nghĩa của bốn từ này, chúng ta vẫn có thể chọn được vì đây là một cái cụm. Đây là cái cụm từ. Đó, cụm từ gì? Cụm từ shakai. Shakai koken. Cống hiến cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng. Đúng không ạ? Cống hiến cho xã hội, cống hiến cho cộng đồng. Còn, đúng không? Đó là số 1. Còn koka là hiệu quả, là tác động, đúng không ạ? Cứ hự, nếu bạn dịch là công phu, nhưng mà ý của nó là gì ạ? Tỉ mẩn hoặc dồn nhiều công sức làm ra một thứ gì đó. Cứ hự, dồn nhiều công sức để làm một thứ gì đó. Shisho là gì ạ? Trở ngại, chướng ngại. Hoặc có một câu hay nói trong giao tiếp là gì ạ? Moshi shisho ga nakereba sore o zehi oshiete itadakitai desu. Nếu mà không có trở ngại, nếu mà không có cái gì mà bí mật, hay là nếu cái đấy mà anh có thể nói cho tôi, nếu mà không có trở ngại gì thì anh hãy nói cho tôi với, anh hãy dạy cho tôi với. Shisho ga nakereba, đấy. Trở ngại, chướng ngại nhá. Rồi. Câu 63 nào, xin mời các bạn. 駅から牛までの道は何々坂になっている。À, một câu tính từ đuôi ra cả ya cả này này. Kiểu này nhiều bạn hay nhầm lắm ấy. Nào, cái con dốc thế nào nào? Cái quãng đường mà từ ga về nhà tôi ấy, thì nó là cái quãng đường có cái con dốc như thế nào? Udayaka, nadaraka, darashinai hay là kudaranai. Rồi,
Odayaka thường nó chỉ tính cách con người, tính cách ôn hòa, hiền lành, dịu dàng, dễ chịu, đúng không? Ôn hòa. Thì tính cách con người làm sao nó vào đây được? Nadaraka là thoai thoải, thoai thoải. Có vẻ đúng không? Darashinai là gì ạ? Các bạn nhầm hai từ khá là quan trọng và khá là giống nhau là darashinai và kudaranai không? Darashinai là luộm thuộm, không nề nếp, vứt đồ bừa bãi, chẳng hạn ăn mặc sộc sạch, darashinai. Nhưng kudaranai nó là gì ạ? Vớ vẩn, linh tinh, nói những câu vớ vẩn, nói những câu không có căn cứ, ăn nói linh tinh. Đó là kudaranai nhé. Cho nên hai là đáp án đúng. Và chúng ta tiện học thêm ý nghĩa của ba tính từ này. Hay, còn dốc thoai thoải đúng không? Câu 6 tự, xin mời các bạn. Mai nichi nani nani fukei ga kyou wa naze ka shinsei ni natte iru, đúng không? Chúng ta thấy cái sự gì ạ? Sự đối lập ở đây. Cái phong cảnh mà hàng ngày như thế nào đó, đúng không? Nhưng hôm nay không hiểu tại sao mà lại trông rất là tươi mới. Tức bình thường nó không tươi mới, nhưng hôm nay nó lại tươi mới. Thì không tươi mới là từ gì? Từ gì đồng nghĩa với không tươi mới? Đúng không? À, nó phải là gì? Minareta. Miru cộng nareru, nhìn quen đúng không? Nhìn rất quen mắt, nhìn rất đỗi thân thuộc. Thì nó từ đối nghĩa với từ này, đúng không? Còn mitsumeru, mitsumeru là hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau, hoặc mình nhìn chằm chằm cái gì đó. Mitomeru là thừa nhận đúng không? Còn mitsukeru là tìm thấy, không liên quan. Ok. Nào, mời các bạn làm câu 65. Ano seinen ni wa hajimete atta toki kara inshou o motte imasu. Đây là một câu tiền tố. Nói tiền tố nghe sợ, thực ra nó là những cái từ mà hay dùng. Có một cái từ giống nhau ở đầu tiên. Cô in sô, chô in sô, mê in sô, cái gì nhỉ? Đúng rồi, nó đáp án số mấy? Nào, với cái người, với cái anh thanh niên kia ấy, thì kể từ lúc ban đầu, ngay lúc đầu tiên tôi gặp anh ấy, thì tôi đã có một ấn tượng như thế nào ạ? Ấn tượng rất tốt, đúng không ạ? Cô in sô nhá, cô in sô, ấn tượng tốt. Các bạn nhìn, đây là một cụ luôn đi với nhau, cô in sô, nhớ nhá. Và cái từ cô này này, thậm chí còn đi với từ gì ạ? Đi với từ seinen. Cô seinen, một anh thanh niên tốt, từ một anh thanh niên trẻ này, vui tính này, tươi mới, đúng không? Cô seinen cũng nói, mà cô in sô cũng nói. Còn cái từ cô này ấy, cao. Ví dụ như là bạn cấp đào có biết là tiền tố cô hay đi với thằng gì không? Ví dụ trong tiếng Nhật thì nó có 3K. Khi con gái lấy chồng thì có tiêu chuẩn 3K. K gì? K chính là K này. Cô nên chịu thu nhập hàng năm cao, cô xin chỗ chiều cao cao, và cô ga kureki tức là bằng cấp cao. Đấy. Nó hay đi với những từ như thế. Còn thằng chô này thì nó cũng là một tiền tố nhưng mà rất ít dùng, cho nên nhá, 99% nếu thằng này ra trong đề thi, nó là một đáp án sai. Nó là đáp án sai. Ví dụ, hãy đi với từ chono điêu cự, cái năng lực siêu nhiên, nhưng mà từ ít dùng, người ta không, gần như là không, người ta không sẽ không ra những từ như thế. Mê này, thường đi với mê sắc cự. Đó, những cái gì nổi tiếng, sản phẩm hay là tác phẩm nổi tiếng đúng không? Mê sắc cự. Rồi, câu số 66, xin mời các bạn. Cô đi sợ, đúng rồi. Đấy, nhiều lắm. Từ đấy thì quá quen thuộc. Kare wa netto de mitsuketa bunshō. Cái gì? Utsushi. Đấy. Chúng ta phải để ý này. Ở đây có hai từ shi. Tức là sao nhỉ? Tức là đây là cả một cái cụm từ gì đó. Shite teishutsu shita sō da. Đó. Cái gì utsushi nhỉ? Cái cụm rất là quen, chỉ đi với từ này thôi. Đó là maru utsushi. Đấy. Copy y nguyên. Copy
có một từ nữa là marudashi. Marudashi là sâu hoàn toàn, cho hoàn toàn ra. Đấy, marudashi. Maru utsushi, copy y nguyên. Cái từ maru này, này nó không chỉ mỗi cái nghĩa là hình tròn thôi nhá, nó còn nghĩa là toàn bộ nữa, và hay rất hay đi những thằng này. Đó. Còn thằng này thì sai, những cái thằng này thì không đi nhiều với tiền tố. Từ sô này trong sô dai này, nguyên liệu này, hoặc là sư gao mặt không trang điểm, đúng không? Cái nguyên, đúng không? Nó có nghĩa là nguyên, nguyên bản. Sinh là trong chữ chân, đúng không? Chân thật, sự thật. Cái là nhất, đúng không? Tốt nhất, cao nhất. Rồi, tức là gì ạ? Anh ấy thì copy y nguyên bài văn anh ấy tìm được trên mạng và nộp cho thầy giáo. Ý là như vậy. Đó. Rồi, ok ạ. Câu 67. Hōritsu wa jirai ni awasete. Nào. Nhìn thấy hōritsu là phải biết chọn luôn. Và xong câu này, mình khẳng định với các bạn không bao giờ nhầm lẫn giữa bốn thằng có từ kai này nữa. Hôm nay mình giải thích cho các bạn cách nhớ và phân biệt rõ ràng cụ thể bốn thằng kai này. Kai zen, kai se, kai ryo và kai zo. Nào. Nào, sao ạ? Kai se, nhìn thấy horitsu phải nghĩ ngay đến kai se. Đúng ạ, quy định, quy tắc, luật lệ là thằng kai se, hay nói cách khác, kai se nó chỉ đi với cả quy định, quy tắc, luật lệ mà thôi. Đó. Pháp luật thì là một thứ luôn luôn được cải, còn này là gì ạ? Sửa đổi đi. Luôn luôn được sửa đổi sao cho phù hợp nhất với thời đại, với thời kỳ. Rồi, các bạn hay gặp nhất trong công ty là gì ạ? Là kaizen. Các bạn biết tại sao mà các bạn hay gặp cái từ kaizen này không? Mà không phải là từ kaidio. Đều có ý nghĩa là cải thiện. Đều gì cái tiếng Việt đều là cải thiện, nhưng mà gặp trong công ty chỉ có gặp thằng này thôi, không gặp thằng này. Tại sao nhỉ? Vì kaizen ấy nó là cải thiện quy trình làm việc. Đó. Và các bạn trong công ty thì chỉ có cải thiện quy trình làm việc thôi, đúng không? Còn cái cải thiện này này là cải thiện giống nòi, ví dụ cải thiện hạt giống, cải thiện cây cối, hoặc cải thiện cái tính năng của một cái máy móc nhỏ nhỏ nào đó. Cụ thể đúng không? Cái máy móc nào đó, cái hạt, cái cây nào đó, cái gen nào đó. Còn đây là cải thiện quy trình làm việc, là cái mà các bạn hay gặp nhất trong công ty này. Nhớ nhá. Và nếu đi thi thằng này dễ ra hơn. Cái rồi các bạn nhìn từ này, bằng cái từ tsukuru, đúng không ạ? Cải thiện cái gọi là cái gì nhỉ? Cái khung, cái kết cấu của một cỗ máy, của một công trình xây dựng nào đó. Hoặc thậm chí là gì ạ? Các bạn đi tập gym thì người ta cũng dùng một cái từ dí dỏn là gì ạ? Kinniku kaizo, tức là cải thiện toàn bộ cái khung xương, khung thịt ấy. Là đi tập gym chính là kinniku kaizo. Đấy. Thay đổi cái khung, thay đổi cái cơ chế nào đó. Ok chưa? Kaizo. Ok, đó, từ bây giờ sau không bao giờ các bạn nhầm bốn thằng này nữa. Đồng ý không ạ? Rồi, cải tạo nhà, cải tạo cỗ máy, cải tạo kết cấu nhá. Nhớ nhá, đây là cải tạo kết cấu của một cái gì đó. Rồi, xin mời các bạn câu 68. Tomodachi no heya no hondana ni wa manga ga narandeiru. Những cái thằng này khả năng các bạn. Thực ra ấy, các bạn thấy phần này khó. 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 Có một tin buồn và một tin vui cho các bạn. Tin buồn là những thằng này có rất là nhiều mà các bạn học thì không hết được, và thường các thầy cô ấy cũng sẽ ít dạy cho các bạn. Nhưng tin vui là những thằng này ít ra nhá. Những thằng này sẽ là ít ra trong đề thi, trừ một vài thằng quan trọng, trừ một vài phó từ quan trọng nhá. Không ra nhiều đâu. Rồi, nhìn, và từ này cũng là một từ rất là quen, không phải là từ khó. Nhìn thấy ná ra bự, sắp xếp thì chọn ngay là gì ạ? Zuratto. Né, Zuratto. Em đóng cửa giúp anh với. Tới.
Đó, nhưng mà đừng nhầm cái thằng Srato nhá. Srato thường đi với kiểu gầy, thân hình gầy thon, ít dùng, thân hình gầy thon. Burato tomodachi no ie ni ikimashita. Đấy, tức là đi một cách, đến một cách rất là không thông báo trước, khiến đối phương giật mình. Đó. Furato cũng ít dùng. Burato thì hay dùng. Thằng này là gì ạ? Nó được tách từ trong cái từ là burabura, các bạn nhớ không? Nào, burabura là cái gì? Burabura là đi chơi linh tinh, đi không mục đích, đi ra ngoài đi dạo thôi, không mục đích là burabura. Vậy burato cũng có nghĩa là như thế, đi không mục đích, đi dạo, đi linh tinh, đi dạo, đúng không ạ? Đó là burato. Nhớ nhá, nhìn giống nhau nhưng ý nghĩa khác nhau đấy các bạn nhá. Và hai thằng này là hai thằng quan trọng. Đó. Nè, zuratto narabu là gì? Là gì các bạn? Là xếp thành một hàng, xếp thành một dải, xếp thành một loạt. Đó, xếp một loạt cái gì đó nhá. Ở trên cái tủ sách trong phòng đứa bạn thì những cuốn truyện manga được xếp một loạt hàng dài, đúng không? Zuratto narabu. Rồi, 69 nào. Chichi wa, comment thôi các bạn. Đáp án mấy nhỉ? Chichi wa nani ga katai kara imamade no yarikata o kaeyou to shinai. Đó. Đầu cứng, miệng cứng, tóc cứng, hay là cái tính cách nó cứng. Cái gì cứng nhỉ? Atama ga katai ne. Thực ra nó khá là giống tiếng Việt đấy. Tiếng Việt nó có cái từ gọi là gì ạ? Mềm, tức là mềm dẻo linh hoạt. Mềm dẻo linh hoạt nó có nghĩa là gì ạ? Thích ứng dễ dàng, dễ thay đổi, đúng không? Và ngược lại thì nó có nghĩa là mềm dẻo, đúng không? Thì ngược lại với mềm là cứng. Cứng nó sẽ đại diện cho câu chuyện là gì ạ? Bảo thủ, không chịu thay đổi. Đó, vậy nhớ nhá, mềm dẻo nó là câu chuyện dễ thích ứng, dễ thích nghi, dễ thay đổi. Còn cứng nó sẽ đại diện cho cái gì? Ngược lại, bảo thủ. Và đại diện là cái đầu nhá. Đầu cứng, atama ga katai. Bố tôi thì rất là bảo thủ và không hề có ý định thay đổi cách làm từ trước đến nay. Còn những thằng lại không liên quan. Ok chưa? Đó, xin mời các bạn câu số 70. Đó, hoặc là các bạn dịch thành cứng đầu. Ừ, đúng, tiếng Việt thế mà, cứng đầu. Nào, đây cũng là một cái cụm như thế nữa. Cái gì rộng? Đấy. Tai rộng, chân rộng, tay rộng hay mặt rộng. Để biết nó là cái gì rộng, đọc cái ở dưới. Và thực ra bạn nào quen cái cụm này không đọc cái dưới cũng biết, đúng không? Kể cả đi bộ bình thường ở trong con phố cũng gì ạ? Cũng hay được người ta nói chuyện, bắt chuyện. Tức là nó đại diện là câu chuyện gì ạ? Quen biết nhiều nhá. Quen biết nhiều hoặc là nổi tiếng. Vậy nó phải là gì ạ? Kao ga hiroi. Kao ga hiroi là gì? Quen biết nhiều. Mặt nó rất là rộng, rất là to, thì đứng từ xa cũng nhìn thấy. Ý là bản chất hồi xưa nó là như vậy. Mặt rất là to, đứng từ xa vẫn nhìn thấy. Tức là ai ai cũng quen biết, ai cũng biết mặt đấy. Đó. Ok chưa? Quan hệ rộng đúng không? Rồi. Và nếu mà bạn nào muốn học cùng mình, hoặc cô Thanh, hoặc thầy Dũng, hoặc cô Hiền, thì có thể là tham gia khóa học vào tuần sau. Đấy. Từ 7 giờ đến 9 giờ Việt, hoặc là 9 giờ đến 11 giờ Nhật, học qua Zoom. Ok chưa? Chắc là các thầy cô cũng nói nhiều rồi, mình nói qua thôi. Đó là học về chiến lược, làm bài thi, tip hữu ích, luyện đề thực tế. Có 12 buổi chữa đề thi cho VT trực tiếp. Và dựa vào 12 đề đấy thì sẽ bên mình sẽ nói từng phần một liên quan đến chiến lược, tip hữu ích, luyện đề và cách xử lý từng bài, từng phần trong đề thi, và giúp tăng 20 đến 30 điểm trước khi thi thật. Ok, và có cả ưu đãi, đúng không ạ? Ưu đãi ebook luyện đề trên app và cam kết đỗ, nếu không đỗ cho học lại một lần. Ui, tinh tinh nữa. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, câu số 71 nhá. 彼女の場合, 様々な年齢に人気がある. Nên lê thì đi với thằng nào? Nhóm tuổi, đúng không? Nhóm tuổi thì là nhóm gì? Hậu tố, đúng không? Xong tiền tố, giờ đến hậu tố.
Trong trường hợp của cô ấy đúng không? Hay nói khác là gì? Đối với cô ấy. Đối với cô ấy thì sao? Thì được rất nhiều lứa tuổi, nhóm tuổi yêu thích. Thế nhóm tuổi là cái gì? Nó phải là nên lê sô đúng không? Nên lê sô, nhóm tuổi. Còn cái thằng này đi với cái gì, này đi với cái gì, này đi với cái gì nào? Mà trả lời đi. Gawa nó thường nói về phía. Khi có hai phía bạn, là bên hoặc là tiếng Việt là bên ấy. Hai bên, ba bên, ví dụ phía công ty, phía người tiêu dùng, phía nhân viên, hoặc phía chính quyền, phía người dân. Seifu gawa, shimin gawa, kaisha gawa, đó, phía nào đó, bên nào đó nhá. Kyu này là gì ạ? Cấp, trung cấp của các bạn, sơ cấp của các bạn đấy. Shokyu, chukyu, đúng không ạ? Ha là gì ạ? Phe. Phe này có thể là các phe phái ở trong công ty, phe phái ở trong đảng. Các bạn nào mà học nghe tin chính trị đúng không ạ? Thì Kishida ha, Ishiba ha, Abe ha. Mỗi một ông thủ tướng sẽ có một cái phe, tức là có cái nhóm mà theo mình. Đó. Ha. Phe nổi dậy, phe gì đó đúng không? Rồi, câu số 72 nào. Kage o nakushite. Một câu về katakana. Ki o tsukatta. Cụm này. Nhanh thôi, câu này làm nhanh thôi. Lippa, lippa nó là một từ Long ạ. Đây chúng đang nói về hậu tố. Tức là cái thứ hai này nó kết hợp với cái gì đúng không? Bạn Hina Bảo Quỳnh mạnh dạn chọn 3. Đúng rồi, chính xác rồi. Master key đấy. Tiếng Anh thôi. Từ master với từ key là cái chìa khóa thôi, có gì đâu. Final, chung kết hoặc là cuối cùng đúng không? Fake, fake là fake. Tiếng Việt là fake đúng không? Là cái hàng giả đúng không? Sắp, sắp là cái phụ. Đó, sắp là cái phụ. Rồi, 73 nào. Nihon no nani nani wa uso ga oi to iwareru. Người ta nói rằng là gì ạ? Cái gì của Nhật Bản có nhiều sự dối trá, có nhiều lời nói dối nào, có nhiều thông tin giả nào. Nó phải là media. Còn nhiều bạn bảo em tưởng mạng xã hội, mạng xã hội nó phải là cái này. Không, social nó chỉ là xã hội thôi. Còn mạng xã hội nó phải là gì ạ? Social media. Đấy, nó phải là social media thì hai mới đúng, còn social không thì không đúng. Đó, đó, ở trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nhật Bản, mà tiếng Việt cũng hay gọi là media đúng không? Thì hay là báo đài đúng không? Thì có nhiều lời nói dối, nhiều thông tin sai sự thật. Sai biết sự là dịch vụ. Dịch vụ có nói dối liên quan gì đâu. Community là trong cộng đồng, giải cộng đồng Nhật Bản. Không nói đúng không? 74 nào. Nanye nanye o tsuzuketa okage de daibu arukeru you ni natta. Rehabili, rehearsal, circle, anniversary. Nào, thực ra các bạn biết là gì ạ? Cái này sai rồi đúng không? Sakuru là cái câu lạc bộ. Anibasaru từ này gần như là không dùng đâu. Từ này là từ mà kiểu mang tính chất toàn cầu các thứ. Những cái từ không thông dụng liên quan đến katakana này ta không cho vào đâu. Bây giờ là Lihabili hay Lihasaru. Hai từ này hai từ quan trọng và dễ ra. Tức là các bạn để ý này. Các bạn sợ là ơ, em không giỏi tiếng Anh thì em không làm được bài này. Phải giỏi tiếng Anh cơ. Hay là người ta hay ra những từ ít dùng, không phải. Những bài này người ta sẽ ra những cái từ rất hay sử dụng trong tiếng Nhật thông thường, mà nó là cái từ katakana. Đó. Ví dụ hai từ này cũng khá là hay dùng này. Từ gì nhỉ? Rehabili nhá. Trị liệu vật lý. Phục hồi. Phục hồi vật lý trị liệu à? À. Ví dụ các bạn bị ngã, các bạn nhập viện đúng không? Nhưng mà chữa xong các bạn không đi được, các bạn phải vật lý trị liệu phục hồi, lúc đấy phải bắt đầu tập đi này. Đấy, gọi là rehabili. Còn rehearsal là gì ạ? Tập duyệt lần cuối trước khi biểu diễn hoặc trước khi làm cái gì đấy chính thức, hoặc là phát biểu, hoặc là chúng ta hùng biện tiếng Nhật. Hùng biện tiếng Nhật trước khi nói cái lễ hôm chính thì trước hôm đấy một ngày chúng ta có một ngày gì ạ? Rehearsal, tập duyệt lần cuối. Như thật đúng không? Nhờ việc liên tục vật lý trị liệu thì tôi đã trở nên có thể đi bộ khá khá rồi, đi được khá khá rồi. Đúng không?
Tiếp theo, 75. 床に落ちたグラスの破片が一面に。Nào, 一面に cái gì nào? Chính xác. Đáp án số 3 đó. Rất là nhiều bạn comment đúng. Bạn Vũ Nhật, bạn Thanh Hồng, bạn Hằng Trần. Đó, há hên là cái gì ạ? Là những mảnh vụn, những cái mảnh vụn của cái đồ gì đó vỡ. Hoặc là kokoro no há hên, từng mảnh tim vụn vỡ. Từng mảnh kính vỡ ở trên sàn sao ạ? Đã bị tung tóe đúng không? Chirabaru là nó trải tung ra mỗi thứ một chỗ ở trên một cái mặt phẳng rất là rộng. Chirabaru. Ichimen là trên cả một cái mặt nào đó. Ngambaru thì là cố gắng, các bạn biết rồi. Ibaru, biết từ này các bạn. Ibaru là tỏ vẻ, đúng không? Ibaru, kiêu căng, tỏ vẻ. Fumbaru là gì? Đứng vững. Đứng vững có thể là nghĩa đen, đứng tấn. Đấy. Có thể nghĩa bóng. Đứng vững trước khó khăn, đứng vững trước những hoạn nạn. Phương ba được nhá, đứng vững. Ok, 76 nào. 私の秘密が会社に nào. 増える、壊れる、漏れる hay là 濡れる. Đáp án đúng là gì ạ? Cái bí mật của tôi thì như thế nào về đến công ty? Lộ ra chứ còn sao nữa, đúng không? Chứ không phải là tăng lên đâu. Bí mật của tôi tăng lên với công ty à? Chả ai nói như thế, đúng không? Sẽ là bí mật của tôi bị hỏng à? Ai nói bí mật bị hỏng không? Nào bây giờ, nứ đế được là gì? Bị ướt. Mô đế được là gì ạ? Bị dột, bị chảy nước. Đến nghĩa đen. Nghĩa bóng là gì ạ? Bị lộ ra. Đúng không? Cái việc chảy nước, dột thì cũng từng cái giọt một, đúng không? Thì thông tin cũng thế. Lộ ra cũng lộ từng tí, lộ hết. Đấy. Mô đế được nha các bạn nhá. Lộ thông tin. Câu số 77 nào, xin mời các bạn. Nào, câu số 77 nào. Để cho các bạn biết những cái từ như kiểu Wari nhí này, Nami nhí này. Thực ra cái câu này ấy, Bảo nó là từ vựng thì nó là từ vựng. Mà bảo nó là ngữ pháp thì nó là ngữ pháp. Thực ra câu này là ngữ pháp cho nó học chứ. Ngữ pháp. Ngữ pháp gì nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng không thể dịch như thế được. Phụ thuộc xem là chúng cho cái gì vào thì chúng nó dịch khác, đúng không? Cho thằng gì vào các bạn? Wari nhí nhá. Wari nhí. Nào, 77. À, đấy. Các bạn đang phân vân giữa Nami nhí và Wari nhí, đúng không? Wari nhí, ngữ pháp. Wari nhí là gì? Ngữ pháp Wari là gì? Nếu đằng trước là một vế thì đi trực tiếp với cả Wari nhí. Nếu đằng trước là gì ạ? Danh từ thì đi với no cộng Wari nhí. Nghĩa nó là gì ạ? Thế mà. Dịch sang tiếng Việt nó là thế mà. Nhưng nó hàm ý là gì ạ? Bình thường mọi người cứ nghĩ như thế này. Nhưng thực tế thì không phải. Nó khác như những gì mọi người hay nghĩ hay tôi hay nghĩ. Ví dụ hay nhất là gì ạ? À hay dùng nhất là gì ạ? 40 歳の割には若いですね. 40 tuổi mà trẻ thế. Có thể là không trẻ lắm đâu, đúng không? Có thể là cũng có nếp nhăn, đúng không? Có thể là cũng có cái gì ạ? Cái hô đê sen là cái gì ạ? Rãnh cười, đúng không? Nhưng sợ nó trẻ so với gì? Trẻ so với cái 40 tuổi đằng trước ấy. 40 tuổi mà trẻ thế, đúng không? 40 歳の割には若く見えますね. Đúng không? Đó. Nó không như những gì mình nghĩ, đúng không? Tôi đang nghĩ là trận bão lần này đã cực kỳ mạnh, rất mạnh, thế mà cũng không hẳn như vậy, đúng không? Có thể cũng mạnh đấy. Có thể cũng mạnh đấy, nhưng gì ạ? Không mạnh bằng những gì tôi nghĩ. Bởi vì tôi nghĩ nó rất là mạnh rồi. Yô nhí thì không. Nô yô nhí là so sánh thì đúng không? Cô tổ nhí thì không dùng. Hay có mấy kiểu như yô cắt tà cô tổ nhí. Có một việc rất là may mắn là, đúng không? Gian nên na cô tổ nhí. Có một việc rất đáng tiếc đó là thì hay dùng. Và thì thế nam nhí là gì đó các bạn biết? Đi trước nam nhí là một danh từ bằng với ai đó, như ai đó. Watashi nami ni dekinai desu. Cậu ta không thể làm việc được như tôi. Watashi nami ni shigoto dekinai desu. Đó, kiểu như vậy nhá. Bằng ai?
ngang ai nhá. Từ ngang ai, nà ra bự mà, xếp thành hàng mà đúng không? Ngang đúng không? Ngang ai nhá. Câu số 78 nào. Uso tsuite ita koto ga barete. Cái này câu này hơi khó một tí nào. Doshiri, quên mất. Dokiri, izukiri, shimiri, hatari. Nhưng mà từ này bạn nào mà hay xem YouTube hay xem những cái chương trình của Nhật thì gần như là sẽ có được cái hint để làm đúng. Với những bài này, người ta ít ra những từ ít dùng mà người ta ra những từ rất là hay dùng. Nào các bạn, nào bạn nào hay xem TV của Nhật, báo đài của Nhật, YouTube của Nhật, rất là dễ làm bài này. Nhìn kỹ xem. Dokiri, zukiri, shimiri, hatari. Đấy. Mặc dù mình biết đây là một câu thuộc loại khó của trong từ vựng nhá. Tôi bị lộ ra những gì mà tôi đang nói dối. Lộ ra những gì tôi đã nói dối và tôi thấy sao đây? Mấy? các bạn cũng đơ không không. Dokiri. Các bạn có biết từ này không? Các bạn có biết từ dokiri không? Dokiri tiếng Việt hay nói là chôn đấy. Hay là prang ấy đúng không? Chôn, giả vờ làm ma để dọa ai đó, giả vờ làm như thế nào, giả vờ bị bệnh để xem phản ứng của chồng như thế nào, đấy là cái dokiri đấy đúng không? Nó chính là như thế đấy. Và dokiri nó là gì ạ? Giật mình, lo lắng, sợ hãi. Đó. Làm cho người khác lo lắng mà. Chôn đấy đúng không? Tôi bị lộ ra việc tôi nói dối và tôi đã rất là lo lắng, sợ hãi. Hiểu ý chưa ạ? Nhớ không? Các bạn biết từ này không? Đúng không? Những từ này thì là những từ cũng ít dùng. Ví dụ zukiri là kiểu đau nhói. Tự nhiên đau nhói, con gì nó cắn. Shimiri là không khí trầm lắng. Hatari là đột ngột đúng không ạ? Câu 78 khó quá. Không sao, vậy thỉnh thoảng phải có câu khó chứ các bạn đúng hết à? Các bạn lấy hết điểm người ta à, đúng không? Rồi, câu số 79 nào. Ano shiken wa kokumin o. Làm sao đây? Nhá. Furue agaru, hie agaru, kogoe agaru, fue agaru. Nào. Rồi, có bạn làm đúng rồi đấy ạ. Furue agaru. Nhá. Đoán thôi, hieru. Hieru bình thường nó là cái gì đó nó lạnh, làm lạnh đúng không? Nhưng ngoài nghĩa đen đấy nó còn nghĩa là gì ạ? Lạnh nhạt trong tính cách. Làm cho người dân bị lạnh run lên à? Không liên quan lắm đúng không? Đã lạnh lại còn agaru làm gì nữa? Kogoeru là đóng băng, không liên quan. Fue này chỉ nói là rung lắc. Cái bàn rung, cái nhà rung do động đất thôi đúng không? Ở câu 80, hitotsu no kashi o minna de ao. Sake ao, wake ao, hit. Hedate ao, wake ao. Nào. Cụm này thôi. Wake ao. Nè. Chia đều đúng không? Mọi người chia đều nhau một cái bánh. Đó. Sake được là xé cái gì đó đúng không? Wakeru này là chia cái gì đó, nhưng mà không phải là chia cái bánh. Không, hai thằng này không đi với nhau. Hedateru là chia cách. Chia cách nhau, xa lánh nhau, đúng không ạ? Hai địa điểm cách nhau bao nhiêu chẳng hạn. Rồi. Đó là buổi ngày hôm nay. Vậy các bạn đã làm đúng bao nhiêu? Trên bao nhiêu nào? Ok, vậy chúc các bạn trong một tháng cuối cùng cố gắng học thật tốt, đặc biệt là từ vựng, ngữ pháp, chữ Hán nhé. Và đến tuần sau, mình và cô Thanh và cô Hiền sẽ trở lại với phần đọc hiểu và nghe hiểu. Các bạn hãy đón chờ nhé. Sorry đâu ạ. Mata. Oai shimashou. Nhớ ấn một like các bạn nhé. Bye bye.